Ngày 23 tháng 3, huyện đoàn Tuyên Hóa long trọng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023 và phát hành cuốn lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên huyện Tuyên Hóa tập 1 giai đoạn 1930-2020. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo các ban thường trực tỉnh đoàn, các đồng chí nguyên bí thư, phó bí thư huyện đoàn qua các thời kỳ. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Lê Nam Giang, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Trong những năm qua, các thế hệ đoàn viên thanh niên huyện Tuyên Hóa luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Thời gian tới, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Tuyên Hóa tiếp tục phấn đấu vươn lên, xây dựng tổ chức đoàn, hội, đội ngày càng vững mạnh, thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân trên địa bàn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả mà Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đạt được trong những năm qua, nhất là những nỗ lực cố gắng trong việc sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn của lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên huyện Tuyên Hóa giai đoạn 1930-2020. Đồng chí bí thư huyện ủy đề nghị các tổ chức đoàn tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của đoàn, không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, tổ chức giáo dục và rèn luyện thiếu niên nhi đồng và tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên hăng hái tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị. Dịp này, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tuyên Hóa đã ra mắt cuốn lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên huyện Tuyên Hóa giai đoạn 1930-2020. Cuốn sách gồm 6 chương, nội dung tái hiện chặng đường hơn 90 năm xây dựng trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên huyện Tuyên Hóa từ năm 1930 đến năm 2020. Đây là tư liệu quý để tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống cho các thế hệ cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện.